người dân thuộc dòng họ Lê Quang, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, mỗi năm cứ vào rằm tháng Giêng, con cháu của dòng họ lại làm những thế gà bay, gà quy rất độc đáo. Việc chuẩn bị mâm cỗ kỳ công để cúng tế tổ tiên, ông bà trong ngày rằm nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu trong dòng tộc. Những con gà với thế bay và quy trên mâm cúng ngày rằm tháng Giêng vừa thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, còn là như một cuộc thi xem gà của các con cháu nào làm đẹp nhất. Tất cả các con gà với đủ tư thế đều được do chính tay con cháu trong dòng họ làm. Mỗi nhà đảm nhận một con, bày lên mâm cúng để dâng lên bàn thờ họ. Các vị cao niên trong dòng họ Lê Quang cho biết, để hoàn thành được những thế gà này rất cần nhiều thời gian và công phu ở các khâu. Việc chọn gà là công đoạn quan trọng nhất đầu tiên. Thông thường, gà được chọn phải là những con có phần mồng đẹp, gà không quá già, cũng không non. Công đoạn tiếp theo là cắt tiết, phần này yêu cầu người làm phải cẩn thận, không để lại dấu vết nào trên cổ gà. Phần chân gà cũng được dùng kim chích để máu giữ được màu trắng đẹp. Tiếp đến là uốn nắn thế gà, đây được coi là khâu mất nhiều thời gian và tỉ mỉ nhất. Cuối cùng, sau khi được tạo thế, những con gà sẽ được bỏ vào nồi chuyên dụng để luộc. Theo tìm hiểu, ngoài dòng họ Lê Quang, thì ở huyện Lộc Hà còn rất nhiều dòng họ cũng có phong tục làm gà bay, gà quỳ để cúng tế tổ tiên vào dịp rằm tháng Giêng. Gà đó.
bao nổ.